Thưa quý vị, hôm qua ngày 21 tháng 9, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã về Linh Phong Thiền Uyển, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thăm và cúng dường Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi hay tin Ngài Khiếm An. Tại trú xứ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh, sau khi lễ Phật, Đức Pháp Chủ đảm vào phương trượng thăm hỏi Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ, mặc dù niên cao lạp trưởng, nay đã gần 100 tuổi, nhưng tinh thần Ngài vẫn minh mẫn, hoan hỷ tiếp nhận đạo tình của Đức Pháp Chủ và Chư Tăng Ni. Đức Pháp Chủ cũng thăm hỏi Chư Tăng và các vị cận sự chăm sóc Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ. Dịp này, Đức Pháp Chủ có lời huấn thị, bày tỏ niềm hoan hỷ khi thấy ban trị sự giáo hội tỉnh nhà có nhiều gương mặt trẻ. Ngài cho biết đó là một duyên tốt, nhưng để có kết quả tốt trong các hoạt động Phật sự thì cần phải có sự đoàn kết, tương kính và chân thành, nhiệt tâm, không so đo hơn thua, không ngại khó. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sự thành thật trong mọi ứng xử, lúc hành đạo. Ngài chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, đồng thời nhắc nhở Chư Tăng Ni phải ý thức sử dụng tinh thần và sức làm việc của tuổi trẻ để tu tập và phụng sự nhằm đem lại lợi lạc cho số đông.